coi đặc sản ở Đà Lạt. Lát nữa là về em cũng về ăn cái. Bây giờ chưa nói chuyện đây à? Ai à? Nói chuyện để mình chạy ra xa nhau ra thả em xuống. Một đoạn mình một đoạn nguyên những thằng chạy nhanh không ấy đi gần nhau. Đừng đi đừng để rồi những người đi chậm lách vào. Lách vào nguy hiểm lắm, đéo hát rồi đâu phải sao? Có thằng tạt vào vai rồi. À. Đồ cùng hút vào nhau đấy. Có chợ được lái không vậy anh? Không, một co thôi ạ. Ừ, nên nặng lắm. Thế nào em thấy anh cứ phải vòng ngược tay lại, anh cứ lên xoay được không ạ? Bé, 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 nó không có chợ được lái, tay, tay lái nó rất nặng. Chào bây giờ. Thank you.
giờ. Lương mới xe cho. Quạnh cỏ quá. Lượn bộ lên đây mới siêu. Chắc con đi từ cỡ 6 giờ sáng. Thông quan 30 phút sau đó xe 18 trở về lại nha, đi xe nào mình sẽ nói giùm em nha. Rồi. Nam Định nha các bác. Rồi Nam Định đây, Nam Định đây.